Xin chào, clip này thì mình dành riêng đến bạn Nhật Nam nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều đã tin tưởng và ủng hộ shop mình một cây Yamaha là làng 16 chính hãng. Và ngay sau đó thì lại giới thiệu để mua thêm một cây nữa từ shop mình. Và đây, mặc dù là lô hàng mới về nhất nhưng đây là cây cuối cùng để dành cho bạn. Tức là ngay ngày mai mà bạn có muốn mua thêm phiên bản là làng 16 thì bạn cũng phải chờ lô tới nhé. Lô này thì vừa mới về thôi, sản xuất vào tháng 5 2022 và vừa mới về tới shop thôi, sau rất là nhiều khâu nhập khẩu. Rồi, chúng ta ở đây có số series là... đâu? 230690. Đó, tem chống hàng giả, giấy bảo hành ở trong thùng đàn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng unboxing. Bạn Nam thì nhận hàng an toàn các thứ rồi. Tuy nhiên thì theo nguyên tắc cũng như là để cho bạn yên tâm, mình cũng làm thêm một clip này nữa, unboxing. Sau đó thì theo nguyện vọng của bạn Nam là muốn mình set up mức action giống như cây hôm trước mà mình set cho bạn Nam ấy, tức là thấp hơn một chút so với tiêu chuẩn của hãng. Ở đây chúng ta có giấy bảo hành trùng số series 230690. Ở đây thì các tem sông thông số thì cũng là tháng 5 2022. Cái đàn này thì giấy ta nằm ở đây. Rồi, dòng là 16 là S16 cũng như dòng AC5R, A5R bên shop mình đang độc quyền. Và từ lúc mình giới thiệu thì các bạn mua khá là nhiều và feedback rất là tốt. Nhiều người họ đang dùng Taylor nhưng mà họ cũng rất là thích và mua thêm cây này. Đó, sau đó cũng giống như bạn Nam ấy, giới thiệu thêm bạn bè. Rồi, này thì rất là quen thuộc rồi. Chúng ta cùng... wow. Đó, phiên bản mới nhất. Và lưu ý giúp mình là đây là những cái này là zin của hãng nhá. Gói hút ẩm này trong những ngày mà trời mưa nắng thất thường hoặc là mình đi chơi một vài ngày một thời gian rồi mới về thì mình nên thả vào trong thùng đàn này để cho hút ẩm, tránh ẩm mốc. Sau đó thì khi mà về chơi mình lại nhấc ra. Ở đây có một gói và trong cái túi này có một gói nữa. Hai gói này zin của hãng luôn. Đó, cái đàn này thì thường thường thì mình check thì nó không có một vấn đề gì đâu, nhưng mà theo nguyên tắc của mình cũng phải check, mình lên dây, mình chơi EQ các thứ, rồi là mình sẽ kiểm tra action mình hạ xong. Và cũng theo nguyện vọng của bạn Nam muốn mình quay một chút về đóng gói thì ok, bây giờ thì bạn chờ mình chút, mình sẽ kiểm tra cũng khá lâu đấy, setup lại action xong chúng ta sẽ quay trở lại đóng gói nhé. Rồi ok, sau rất là nhiều tiếng mình đã setup xong cái đàn này, action rất ưng ý. Nhưng điều đầu tiên khi ship đi là chúng ta phải lưới lỏng dây để tránh áp lực lên cần đàn này, vì khi mình để căng dây ấy thì áp lực nó lên cần đàn này cộng với cả di chuyển tại nhiều vị trí khác nhau nên là mình sẽ lưới lỏng. Bạn chịu khó về bạn lên lại dây ha. Đó. À, trong cái túi này thì gồm có giấy bảo hành này, rồi là quà tặng, capo các thứ, và có cả giấy mua hàng ở trong đây, mình sẽ để riêng vào túi này. Ngoài này thì có giấy tờ của hãng nhé, thì bạn về bạn tự bóc nhé, có cái gì chỉnh cần đấy nhé, cẩn thận đừng vứt đi này, cái này quan trọng này. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đóng gói. Đầu tiên đóng lại. Mặc dù cái hộp này vô cùng cứng và nó đảm bảo tiêu chuẩn để ship đi luôn, nhưng mình vẫn sẽ lớp thêm nhiều lớp mút ở trong cũng như đến cái hộp cát tông này, xong cũng như ở ngoài nữa, chứ không để sơ sài được. Đó, thậm chí còn bảo vệ luôn cái hộp cát tông này, mặc dù hộp cát tông này thì ít ai dùng để làm gì lắm. Đây, em lấy cái băng keo đây. Đi lấy băng keo. Đó. Lớp này là lớp ni lông zin của hãng. Rồi, chống ẩm các thứ. Rồi chúng ta sẽ có một lớp mút hơi gấp đôi lại, làm đôi. Rồi. Cái hạt sóc cây của hãng rất dày để hộp cắt tông. Em đưa cho anh cái túi phụ kiện, túi quà tặng các thứ. Đây có cả giấy bảo hành nữa. Mình sẽ gài nó vào đây, ở cạnh này. Còn tất cả những chỗ hở này sẽ nhồi thêm mút chống sốc. Em cứ đưa cho anh đi. Đó. Một chút nữa thôi, khá là đầy rồi.
Rồi. Rồi, đã nắp lên. Tại vì cái đàn này, cái hộp cứng của nó quá dày và chắc. Cái hộp cứng của nó không cũng phải tầm khoảng tới 5 phân rồi. Chứ nếu không có hộp cứng này mà một cái bao mỏng hơn thì mình sẽ quấn nhiều thế. Các bạn hiểu. Đó. Rồi, chúng ta định hình lại cái hộp ở ngoài. Thì mặc dù là mình đã cũng quay một clip chia sẻ cái cách để đóng gói ship đi rồi, nhưng mà bạn vẫn cần mình quay thì mình sẽ quay thêm cho bạn để bạn yên tâm thêm. Nhưng các khách hàng của mình thì hiếm khi mà, hầu như là các bạn đều trách yêu shop là tại sao shop đóng quá là dày, làm khổ thân anh shipper, rồi là khổ thân mình, bóc mãi mới ra rất là nhiều lớp. Uống đồ luôn. Đây này, thông điệp gửi đến anh shipper với chị shipper này. Không biết có đọc được nỗi lòng của chúng em không ấy. Đây là một vài từ như nỗi lòng luôn đấy các bạn. Rồi. Đó, một cái hộp dày kinh khủng như vậy lại còn hộp cắt tông nữa, mà cũng phải nhồi trong nhồi ngoài. Đó, chứ không phải không. Mình vẫn phải dặn mang ra đến nơi là cũng phải shop phải chụp ảnh lại hết cái mã vận đơn của những cây này, báo bưu điện phải thật cẩn thận. Đối với mình ấy thì khi các bạn chuyển khoản cho mình chưa phải là mình đã xong đâu. Mình chỉ thực sự vui khi các bạn nhận hàng. Đó, xong là anh ơi em nhận hàng rồi, rất là tốt, rất là sướng, rất là đã, thì đó mà là lúc mình bán xong hàng. Cho nên đây là công đoạn thì để chờ đến sáng mai thì hàng sẽ ra sớm ha. Bây giờ thì hết giờ shipper qua lấy rồi, sáng mai thì mình sẽ mang ra trực tiếp luôn. Chúc bạn là nhận được cái đàn như ý nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều.